Ngày hôm nay 13 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc thẩm mỹ viện Amida gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể, Công an thành phố Đà Nẵng đang lấy lời khai của giám đốc thẩm mỹ viện và những người có liên quan đến xác định trách nhiệm từng cá nhân. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay lại cảnh một nhóm người tại thẩm mỹ viện Amida tập trung đông người, hô hào về việc không cần đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách xã hội. Theo điều tra ban đầu, clip nói trên được ghi hình vào lúc 19h30 phút tối ngày 2 tháng 5, sau khi Đà Nẵng siết chặt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Thẩm mỹ viện Amida có trụ sở chính ở đường Phan Châu Trinh, được xem là ổ dịch COVID-19 lớn tại Đà Nẵng khi ghi nhận đến 41 ca mắc COVID-19. Không dừng lại ở đó, nhiều người làm việc tại nơi này còn di chuyển đi các tỉnh thành như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đắk Lắk làm lây lan dịch. Được biết đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 100 người mắc COVID-19 trong cộng đồng.